Chào mừng các bạn đã đến với khóa học làm phim online cùng Thiên Ngân chị. Làm thơ nên tránh vần ồn, kẻo không lại đụng cái chị em. Các bạn không nên nghe bà Google nói bậy nhé. Tuy nhiên có một điều bà ấy nói đúng, đó là làm gì thì làm thì... cần tránh hết sức cái tiếng ồn đúng không? Nhất là khi chúng ta làm video thì lại cần tránh cái tiếng ồn. Tuy nhiên là trong một số trường hợp chúng ta vẫn phải đem về những cái footage về tiếng ồn không mong muốn. Chính vì thế ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm hai cách để chúng ta có thể khử tạp âm và lọc tiếng ồn trong phần mềm Adobe Audition. Mình là Lân. Chào mừng các bạn đến với kênh làm phim cùng Nam Trịnh. Đầu tiên mình có một đoạn âm thanh như thế này. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Rồi, đây là một cái video mà học viên của mình quay bằng điện thoại ở trong rừng Quốc Phương và gửi cho mình. Thì cái video này quay bằng điện thoại, thế nên là chắc chắn là sẽ có noise đúng không? Và có cả tiếng gió nữa. Đầu tiên mình sẽ link nó sang Adobe Audition và chỉ cho các bạn nghe cái phần noise đó nhé. Ok, đây là cái phần âm thanh của chúng ta đã được link sang Adobe Audition. Đầu tiên mình sẽ tăng âm lượng của nó lên. Normalize. Và mình để là cái mức -6 các bạn. Ok. Và đây là cái phần noise của chúng ta. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Thì trong cái phần voice này nó cũng có tiếng gió luôn các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Trong môi trường rừng thì nó không có những cái noise khác như kiểu noise đường phố, nhưng mà nó lại có tiếng gió đúng không? Thì chúng ta sẽ khử nó như thế nào? Đầu tiên thì mình muốn các bạn hãy tìm đến cái tab này, Sound Spectral Frequency Display, và click vào nó. Thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ dạng quang phổ như thế này. Và đây chính là cái đặc điểm mà mình thích sử dụng nó ở phần mềm Adobe Audition, thay vì sử dụng nó ở trên Premiere. Thì trên cái biểu đồ quang phổ này chúng ta có thể thấy rõ được các vùng âm thanh. Ví dụ đây là vùng low frequency, tần số thấp này, cái vùng giữa này, và cái vùng high frequency, tức là vùng tần số cao. Và ví dụ những cái noise của chúng ta cũng hiện lên trên này, đúng không? Đây cái phần giọng chính này, đúng không? Thì cái tiếng nó càng to này, màu nó là màu càng đậm. Ví dụ những cái màu tím này là những cái vùng noise này. Chúng ta có thể khoanh vùng nó từng cái vùng nhỏ. Mình click vào đây, mình khoanh cho các bạn nghe. Đó, hoặc như này, đúng không? Tiếng gió rất là rõ đúng không ạ? Thì với cái file này, đầu tiên mình sẽ khử tiếng gió trước. Để khử tiếng gió thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hiệu ứng gọi là High Pass. Và tìm nó ở đâu? Mình vào phần Effects này, đúng không ạ? Chọn Filter and EQ và chọn Parametric Equalizer. Chúng ta có một cái bảng của Parametric Equalizer như thế này. Các bạn chưa cần để ý những cái thông số khác, mà hãy để ý ở cái phần dưới này có phần band này. Click chọn vào HP, tức là High Pass. Rồi, và gióng lên trên ở cái phần Frequency này, chúng ta hãy tăng nó lên. Thường thì cái phần frequency này từ mức dưới 100 là tiếng giọng người nó không bị ảnh hưởng gì hết. Thì chúng ta có thể tăng thêm 100, đúng không? Chọn cái gain này là 30, cho cái đường này nó sâu hơn. Và nghe thử này. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Tiếng gió nó đã bớt đi rồi, đúng không? Nhưng vẫn còn, và mình muốn tăng nó lên. Với cái phần mềm này chúng ta vừa điều chỉnh có thể nghe thấy âm thanh trực tiếp luôn các bạn, tức là real time. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Ok, mình tăng đến cái mức mà cái giọng của mình nó chưa bị ảnh hưởng, chưa bị tác động, nhưng mà tiếng gió nó mất đi. Đó là cái phần High Pass, đúng không? Mình ấn Apply này. Rồi, như vậy là
tiếng gió như cái âm thanh ban đầu tiên của chúng ta nó đã bị mất đi rồi đúng không? Và bước tiếp theo mình đó chính là sử dụng cái effect denoise. Để sử dụng denoise chúng ta vào effect này, noise reduction and denoise. Ở đây chúng ta sẽ cần chú ý tới các thông số sau. Thứ nhất, processing focus, tức là cái vùng mà cái hiệu ứng này nó tác động vào tất cả các vùng tần số, đúng không? Đây là lower frequency, tức là cái vùng tần số thấp. Cái mid frequency, tức là vùng giữa, cái tập trung vào vùng thấp và vùng cao, đúng không ạ? Và cái này là tập trung vào vùng cao. Thì chúng ta có thể thấy cái biểu đồ của chúng ta, những cái vùng màu tím này, noise, đúng không? Nó giải đều cả ba vùng tần số luôn. Thế nên mình sẽ chọn cái đầu tiên là cái focus on frequency. Tiếp theo nữa, cái phần amount tức là cái mức độ mà chúng ta muốn sử dụng cái effect đó, thì càng tăng lên thì chúng ta áp dụng nó càng nhiều, nó tính theo phần trăm các bạn. Ví dụ là mình có thể nghe và mình điều chỉnh nó tăng dần, đúng không? Mình sẽ tăng lên cho các bạn nghe thử nhé. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học. Khi mà chúng ta tăng lên cái mức cao ấy, 100% thì cái tiếng của người của mình nó bị méo. Và với mình thì là trong một cái đoạn âm thanh có tiếng người thì tiếng người phải là quan trọng nhất, và nó phải giữ được cái sự tự nhiên cần có. Thế nên mình sẽ không tăng quá nhiều, mình sẽ điều chỉnh ở một cái mức mà tiếng người nó vẫn còn tự nhiên và cái tiếng noise nó giảm đi. Mình không cần triệt tiêu hoàn toàn, bởi vì trên thực tế là một cái file thu âm bằng điện thoại, quay bằng điện thoại, các bạn không thể triệt tiêu hoàn toàn được. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Mình thấy cái mức là 15.6 này là khá là ok rồi. Kể cả những cái file có noise hơn, mình cũng hiếm khi mà sử dụng cái effect này quá 50%, bởi vì là quá 50% nó sẽ bị méo tiếng các bạn. Cái tiếng nó không còn chân thực và tự nhiên nữa. Apply. Rồi các bạn Ctrl S save nó vào. Rồi. Chỉ cần X này. Tự động cái phần mềm nó link trở lại cái Premiere của chúng ta. Một số bạn có comment trong cái video clip của anh Tuấn là tại sao nó bị mất tiếng, mất hình. Nhưng mà đấy, các bạn thấy chúng ta cần tắt cái kia đi và nó tự động link lại. Và đây là kết quả của chúng ta. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Đó, thì trong bối cảnh của chúng ta là đến đây là hết rồi đúng không? Chúng ta tắt đi, cắt cái phần đằng sau này, đúng không? Với phần đằng trước này. Thế. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim online cùng team Nam Trịnh. Rồi, chúng ta có một clip thứ hai nó như thế này các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim cùng team Nam Trịnh. Các bạn có thể thấy là cái giọng nói của bạn này thì nó rõ ràng hơn, bởi vì bạn nói to hơn và bạn ở trong phòng. Cái chất lượng voice nghe vẻ là tốt hơn đấy. Tuy nhiên hãy nhìn trên biểu đồ đây, đúng không? Những cái vùng này, các bạn thấy những cái vùng đỏ xen lẫn tím này, có thể tưởng tượng ra được cái âm thanh nó sẽ như nào. Và mình sẽ phát thử cho các bạn nghe nhé. Mình không rõ tiếng này tiếng gì. Mình bảo học viên của mình quay cho mình cái shot này, mình khử âm, nhưng mà nó chơi mình thế này thì khử làm sao các bạn. Thằng này ác quá. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim cùng team Nam Trịnh. Cả đằng sau này tè, tức là một cái tiếng này có thể là một tiếng máy điều hòa, tiếng quạt của case máy tính, hay là tiếng ồn bên ngoài, mình cũng không rõ. Nhưng các bạn có thể thấy nó ở phần cuối này có, phần đầu có, tức là những cái phần này cũng có luôn, và nó là một cái tiếng ồn rất là ổn định, đúng không ạ? Thằng này chơi khó mình quá. Mình sẽ sử dụng một hiệu ứng tên là auto gate hoặc noise gate. Các bạn hãy tưởng tượng nó như là một cái cửa dùng để ngăn tiếng ồn. Giả sử tiếng ồn của chúng ta có giá trị tần số từ 100Hz trở xuống, ta sẽ thiết lập cái cửa đó có thông số là 100Hz, thì những âm thanh từ 100Hz trở lên sẽ được phát, còn dưới 100Hz sẽ bị cầm luôn. Nope. Để xác định cái phần tần số mà chúng ta muốn cắt thì chúng ta hãy chọn vào Windows này, chọn Amplitude Statistics. Nó sẽ hiện ra một cái bảng General của các bạn như thế này, đúng không? Các bạn hãy Ctrl A này, rồi chọn Scan Selection. Rồi, nó hiện lên đây rất nhiều thông số, nhưng tạm thời chúng ta chỉ quan tâm cái thông số này thôi. Average RMS Amplitude, đúng không?
nó sẽ có hai channel là left và right, có hai thông số là -38 decibel và -41 decibel. Chúng ta sẽ xoay quanh hai cái thông số này nhé, và mình tạm lấy mốc là -40 decibel đi. Để sử dụng cái AutoGate, chúng ta sẽ vào phần Effect, OK, chọn Amplitude Compression và chọn Dynamics. Đây chính là cái phần AutoGate mà mình muốn nói. Các bạn hãy chọn Default, rồi kích chọn vào cái ô AutoGate này để nó kích hoạt cái hiệu ứng. Và những cái thông số mà chúng ta cần quan tâm đó là Threshold này, đó chính là cái thông số bên này mà chúng ta cần quan tâm, đúng không? Mình sẽ thiết lập nó là -41. Chúng ta cùng nghe thử nhé. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim cùng Team Nam Trịnh. Mình apply này. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng đen này nó hoàn toàn bị mất luôn các bạn. Và với cái phương pháp này thì chúng ta có thể loại bỏ âm thanh gần như là 100% ở những cái vùng noise thấp. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim cùng Team Nam Trịnh. Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim cùng Team Nam Trịnh. Như với cái phương pháp Capture Noise Prince, khi chúng ta tăng volume trở lại thì cái noise nó sẽ trở lại một phần nào đấy. Tuy nhiên với cái phương pháp này, khi chúng ta tăng volume trở lại thì nó cũng không trở lại luôn. Ví dụ mình tăng lên 5 đi, đúng không ạ? Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim cùng Team Nam Trịnh. Rồi, các bạn không thấy nó tăng gì cả, đúng không ạ? Bởi vì nó đã cắt rất là cực đoan, nó cắt hoàn toàn cái vùng tần số kia rồi. Tuy nhiên là trong trường hợp nếu mà cái file âm thanh của chúng ta có noise ở những cái vùng tần số cao hoặc là tần số giữa thì cái phương pháp này lại không hiệu quả. Khi đó thì các bạn nên kết hợp với cả cái denoise để khử những cái vùng mid và vùng high, tức là vùng giữa và vùng cao, rồi dùng cái này để khử vùng thấp. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học làm phim online cùng Team Nam Trịnh. Clip này thì cái bạn nữ nói hơi nhỏ, có thể là bạn ngồi xa cái máy quay, đúng không? Và xung quanh môi trường nó cũng khá là noise nữa. Với một cái video cực lỗi như thế này thì mình sẽ khử ồn hết mức có thể, tuy nhiên không để ảnh hưởng quá nhiều tới giọng nói gốc. Rồi bỏ thêm hiệu ứng phim cũ vào. Sau đó mình sẽ thêm một sound effect đặc biệt là tiếng rẹt rẹt như cái hiệu ứng phim cũ. Nếu mà đoạn nói của bạn dài hơn một chút thì các bạn có thể bỏ hiệu ứng nhạc lo-fi vào. Những cái hiệu ứng trên nhằm đánh lạc hướng người xem để cho họ nghĩ rằng là cái tiếng như vậy đó là do chủ đích, nhưng thật ra nó là lỗi. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học làm phim online cùng Team Nam Trịnh. Điều cuối cùng mình muốn nói là đôi khi một cái phương pháp nó không thể nào mà hoàn hảo được thì các bạn hãy vận dụng và kết hợp các phương pháp với nhau nhé. Chúc các bạn có những thức phim thật là đặc sắc. Và phải nhớ là dựng phim dựng suốt cả đêm mà sao lại mất người xem vì ồn, dù cho trăm khéo ngàn khôn đụng phải thần ồn xuống dốc không phanh.